Em Liêm xin kính chào thầy cô, xin kính chào tất cả các thành viên cam kết. Trong video ngày hôm nay thì em Liêm xin chia sẻ về một cái tính cách quan trọng của người thành công, đó là tính cách kỷ luật. Kỷ luật chính là cái chìa khóa mở ra cái cánh cửa của một người thất bại để bước đến một cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc. Kỷ luật chính là cái cầu nối giữa hành động và kết quả, cầu nối giữa ước mơ và hiện tại. Chỉ có những người có tính kỷ luật mới biết được rằng để một con diều bay cao và bay xa trước gió, nó phải chịu ngược dòng, chịu vô vàn khó khăn gian khổ để có được những cái điều tốt đẹp nhất của cuộc sống. Có nghĩa là chúng ta ví cái ngọn gió kia giống như một dòng đời. Nếu chúng ta sống buông thả, trôi dạt theo cái dòng đời đó, thì cuộc đời chúng ta sẽ gặp vô vàn khó khăn và cả những thất bại. Nhưng người thành công thì họ xác định được cái lý tưởng, mục tiêu của cuộc đời. Kiên định với cái mục tiêu đó, trải qua vô vàn những khó khăn, gian khổ trong cuộc sống để dẫn đến cái thành công. Và cái tính kỷ luật chính là cái tính cách nền tảng nhất của một người thành công. Ngược lại, những người thiếu tính kỷ luật nghĩa là ngày hôm nay mục tiêu gặp 10 người nhưng chỉ gặp được 3 người. Ngày hôm nay mục tiêu trao quà cho 10 người thì chỉ trao quà 2 người. Như vậy, cái kết quả hàng tháng, hàng năm thì chính cái người đó sẽ gặp vô vàn những cái khó khăn và cả thất bại. Vậy thì đâu là những cái bước để con người của chúng ta xây dựng được cái tính kỷ luật? Đó là bước thứ nhất, chúng ta phải xác định tầm quan trọng của cái kỷ luật. Nghĩa là chúng ta có những cái mục tiêu gì trong cuộc sống, nhà như nào, xe như nào, và chúng ta phải cam kết thực hiện nó thế nào và phải làm như thế nào để đạt được cái mục tiêu đó. Bước thứ hai là chúng ta phải xây dựng cho mình một cái động cơ. Hãy hỏi cái bản thân mình xem là trong thâm tâm mình có cam kết để hành động thực hiện một cái mục tiêu đó hay không. Và bước thứ ba là chúng ta phải cam kết duy trì cái tính kỷ luật đến suốt cuộc đời. Và cái tính chất của tính kỷ luật là gì? Chúng ta phải nhớ rằng nó có tính liên tục và tự nhiên. Không thể nói ngày hôm nay kỷ luật, ngày mai không kỷ luật, tháng này kỷ luật, tháng sau không kỷ luật. Và tính kỷ luật nó sẽ thu hút tất cả những cái cơ hội tốt đẹp đến với mỗi người. Nếu như chúng ta có tính kỷ luật thì nó sẽ giống như một con thuyền đang lênh đênh giữa biển, lập tức có một cái bánh lái để đưa con người của chúng ta xoay chuyển đến một cái mục tiêu, một cái đích đến mới trong cuộc đời. Và điều tuyệt vời hơn ấy, đó là ngay giờ phút này, ngay giây phút này và ngay ngày hôm nay, chúng ta có thể thay đổi được cái mục tiêu cuộc đời. Hãy ra cho mình mục tiêu và cam kết thực hiện cái mục tiêu đó. Và chúng ta hãy bỏ ngay những cái câu nói "tôi không thể",
tôi là người thất bại. Sự thất bại đó là do môi trường, sự thất bại đó là do bạn bè tôi biết nữa. Sự thất bại không phải là do bản thân mình gây ra, mà hãy chấp nhận kết quả 100% đó là do bản thân mình. Và nội dung chia sẻ của em Liêm đến đây là kết thúc. Một lần nữa em Liêm xin biết ơn thầy cô và đội nhóm đã cho em Liêm học tập những bài học giá trị hàng ngày.